ơn các bạn đã quay trở lại với Phone Smart World. Bên cạnh mình đây là một chiếc màn hình đến từ thương hiệu HP, một trong những thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất các đồ công nghệ cũng như thiết bị văn phòng vô cùng nổi tiếng. Giới thiệu các bạn chiếc màn hình HP Display Z27QG3 với mã hiệu là 1C4Z7AA. Bây giờ hãy cùng mình đi tìm hiểu xem sản phẩm này có gì đặc biệt nhé. Đầu tiên, khi nói về thiết kế, ngay khi mình nhận trên tay sản phẩm này, đập vào mắt mình là một thiết kế vô cùng sang trọng, tinh tế và đẹp mắt. Là một dòng màn hình đồ họa cao cấp đến từ HP, Z27Q được chế tạo rất tỉ mỉ với kiểu dáng siêu mỏng, thiết kế không viền tạo cảm giác mở rộng không gian, kích thích thị giác trong quá trình sử dụng. Chân đế của sản phẩm được làm bằng kim loại, trông cực kỳ sang trọng và bắt mắt. Thiết kế phần chân tương đối mỏng, tạo cảm giác thanh thoát và tinh tế. Khả năng điều chỉnh công tắc 4 chiều giúp tối ưu hóa trải nghiệm. Bạn có thể xoay ngang, xoay dọc, ngửa lên ngửa xuống tùy theo ý mà bạn muốn. Đặc biệt nếu anh em có nhu cầu trải nghiệm đa màn hình thì đây sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời, khi với viền siêu mỏng sẽ cho anh em cảm giác liền mạch hơn khi gắn ghép nhiều màn hình lại với nhau. Phím nguồn được bố trí ở cạnh dưới của màn hình, điều chỉnh tất cả thông số thông qua một cụm phím nhấn được bố trí ở phần mặt lưng, trông giống như D-pad trên chiếc tay cầm. Mặt sau của sản phẩm được thiết kế vô cùng bắt mắt cùng với logo chữ Z bóng bẩy. Các phần khớp nối được hoàn thiện rất tốt, giúp việc lắp đặt trở nên cực kỳ dễ dàng, ngay cả các chị em có thể làm được. Về cổng kết nối thì chiếc màn hình này cũng được trang bị tương đối đầy đủ, bao gồm có một cổng HDMI 2.0, 4 cổng USB 3.2 Gen 1, một cổng DisplayPort in, một cổng DisplayPort out, hỗ trợ liên kết lên tới 4K. Đây cũng là điểm hay giúp cho các bạn kết nối đa màn hình trở nên dễ dàng hơn. Đi kèm thì sẽ có thêm một cáp DisplayPort, một HDMI, một cáp nguồn và một cáp hub USB. Về chất lượng hiển thị, HP Display Z27QG3 là một chiếc màn hình 27 inch sử dụng cho mình tấm nền IPS có độ phân giải lên tới 2K hay gọi là QHD. Độ sáng 350 nit và có thời gian phản hồi lên tới 50 giây. Góc nhìn cực rộng 178 trên 178 độ, cho chất lượng xem cả xem ngang cả xem dọc đều ổn. Màu sắc thì luôn được hiển thị tốt nhất bất kể góc nhìn nào, không xảy ra hiện tượng dịch chuyển hay biến đổi màu theo các góc nhìn, cho độ hiển thị sắc nét, màu sắc trên màn hình rất đẹp. Menu OLED ở đây tương đối dễ dàng làm quen, hiển thị đơn giản, thao tác dễ dàng, tùy chỉnh theo ý thích của người dùng. Để kiểm tra xem chất lượng chính xác nhất của chiếc màn hình thì ở đây mình có sử dụng một thiết bị là Spider X Elite để xem chất lượng hiển thị màu sắc xem như thế nào nhé. Và đây là kết quả. Là một chiếc màn hình đồ họa nên để trải nghiệm chính xác hơn cho anh em, bây giờ mình sẽ đi làm một vài phần mềm đồ họa trên chiếc màn hình này. Ngoài ra thì mình sẽ test thêm một vài tựa game cũng như xem một vài bộ phim. Anh em cùng mình đi trải nghiệm nhé. Với một chất lượng thiết kế cực kỳ sang trọng, cao cấp và tinh tế, cùng với đó là chất lượng hiển thị vô cùng tuyệt vời, HP Display Z27QG3 xứng đáng là một đối thủ cạnh tranh trực tiếp với các dòng màn hình danh giá như Dell UltraSharp hay Asus Broad. Trên đây là toàn bộ bài đánh giá của Phone Smart World về sản phẩm HP Display Z27QG3. Còn các bạn nghĩ sao về sản phẩm? Hãy để lại ý kiến ở mục bình luận bên dưới. Nếu thấy video này hay, đừng quên like, share, subscribe và nhấn nút chuông thông báo để nhận được những thông tin mới nhất của Phú Anh. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.